Sách Thi Thiên chương 15. Đức hạnh của người được ở Si-ôn. Thi Thiên của David. Lạy Đức Giê-hô-va, ai sẽ được ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài? Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính và nói lời chân thật từ trong lòng mình. Người có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại bạn hữu, cũng không gieo sỉ nhục cho người lân cận mình. Người khinh dễ cái ác, nhưng tôn trọng người kính sợ Đức Giê-hô-va. Người đã thề nguyện, dù phải tổn hại vẫn không thay đổi. Người không cho vay lấy lãi, chẳng nhận hối lộ để hại người vô tội. Người nào làm các điều ấy sẽ không hề bị rúng động. Sách Ma-thi-ơ chương 15. Rửa tay trước khi ăn. Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Giê-su và hỏi rằng: sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp: thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ rằng: những gì có thể giúp cha mẹ, con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời của Đức Chúa Trời. Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng nó thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Sau đó, Ngài gọi dân chúng đến và phán: hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người. Sau đó các môn đồ đến thưa với Ngài: thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời này không? Ngài đáp: cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Phi-e-rơ thưa rằng: xin thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa Giê-su hỏi: các con cũng vẫn không hiểu sao? Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều xuất phát từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu: giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu. Đức tin của người phụ nữ Canaan. Từ đó, Đức Chúa Giê-su đi vào khu vực Tyre và Sidon. Kìa, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến nài xin Ngài rằng: xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: ta được sai đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp: lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Đức Chúa Giê-su hóa bánh lần thứ hai. Đức Chúa Giê-su rời nơi ấy đi dọc theo bờ biển Galilê. Ngài lên núi và ngồi tại đó. Bấy giờ có đoàn người rất đông đến với Ngài, đem theo những người què, mù, câm, tàn tật và nhiều người yếu đau khác đặt nơi chân Đức Chúa Giê-su. Ngài chữa lành cho họ. Vì vậy, họ rất kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù thấy được, và họ ca ngợi Đức Chúa Trời của Israel. Kế đó, Đức Chúa Giê-su gọi môn đồ đến và phán rằng: ta cảm thương đoàn dân này vì họ đã ở với ta 3 ngày, bây giờ không có gì ăn cả.
Ta không muốn họ nhịn đói ra về, e bị xỉu dọc đường chăng? Các môn đồ thưa, giữa nơi hoang mạc này, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông đảo này ăn? Ngài hỏi các môn đồ, các con có bao nhiêu bánh? Họ thưa, có 7 cái bánh và vài con cá nhỏ. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy 7 cái bánh và mấy con cá, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, những mẫu bánh thừa thu lại được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000 người, không kể phụ nữ, trẻ em. Sau khi cho dân chúng về, Ngài xuống thuyền qua miền Magadan. Sách Jonah chương 1. Jonah chạy trốn Chúa. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amitai: con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và tố cáo nó, vì tội ác chúng đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah liền trốn qua Tarshish để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Ông xuống đến Giafo, gặp một chiếc tàu đi qua Tarshish. Jonah trả tiền quá gian và xuống tàu đi Tarshish với họ để lánh mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến trận cuồng phong thổi lên trên biển, và một cơn bão lớn xảy ra trên biển làm chiếc tàu gần bị vỡ. Các thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình, rồi họ ném đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm ngủ mê. Thuyền trưởng đến gần ông và bảo: ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vì thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta thì chúng ta thoát chết. Kế đó, các thủy thủ nói với nhau rằng: hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết vì ai mà tai vạ này sẽ đến cho chúng ta. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhầm Jonah. Bấy giờ họ nói với ông: hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. Ông làm nghề gì và từ đâu đến? Ông từ nước nào đến? Thuộc về dân nào? Ông trả lời: tôi là người Hebrew và tôi kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông: ông đã làm chuyện gì vậy? Bấy giờ họ biết rằng ông đã trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ông đã khai với họ. Vậy họ hỏi ông: chúng tôi phải làm gì với ông để cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng lúc càng động dữ dội. Ông trả lời rằng: hãy bắt tôi ném xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Tuy nhiên, những người ấy ra sức chèo vào bờ nhưng không được, vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội chống lại họ. Họ kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng: lạy Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, xin đừng làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Sau đó, họ bắt Jonah ném xuống biển thì cơn giận dữ của biển liền yên lặng. Vì vậy, những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài. Sách Jonah chương 2. Jonah cầu nguyện trong buồng cá. Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ông nói: con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con xuống vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượng sống và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. Con than thở, con đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con. Vực sâu vây lấy con bốn bề, rồng rêu vấn vít đầu con. Con đã xuống đến chân nền các núi, đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn con mòn mỏi trong con, thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình, nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài.
con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Jonah ra trên đất khô. Sách Jonah chương 3. Jonah đi đến thành Ninive. Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán với Jonah lần thứ hai rằng: Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã phán dạy con. Vậy Jonah liền đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ninive là một thành rất lớn, phải đi bộ mất 3 ngày đường. Jonah bắt đầu vào trong thành, đi 1 ngày đường và công bố rằng: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị sụp đổ. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố sự kiêng ăn và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc áo xô. Tin ấy đồn đến vua Ninive, thì vua đứng dậy khỏi ngài, lột áo bào mình ra, quấn vải xô và ngồi trong tro. Rồi vua truyền lệnh này trong khắp thành Ninive. Theo sắc lệnh của vua và các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên đều không được nếm gì cả. Không được để cho nó ăn hoặc uống nước, nhưng người và súc vật đều phải quấn vải xô. Mọi người hãy ra sức kêu cầu với Đức Chúa Trời. Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình. Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta thoát chết chăng? Bây giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình, thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó. Sách Jonah chương 4. Jonah bất bình và bị Chúa quở trách. Bây giờ, Jonah bất bình và giận dữ. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài từ khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Ta-ri-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va hỏi ông: Con giận có đúng không? Bấy giờ, Jonah ra khỏi thành Ninive và ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Jonah ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Jonah rất vui về dây dưa ấy. Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy và nó héo. Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng: Về phần con, chết còn hơn sống. Jonah bị quở trách. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Jonah: Con nổi giận vì cớ dây dưa này có đúng không? Ông thưa: Con giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán: Con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó, và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. Còn ta lại không tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?